Sau Tết, hoạt động đánh bắt khai thác thủy hải sản tại các tỉnh khu vực miền Trung bắt đầu sôi động trở lại. Thời điểm này, giá các loại thủy hải sản tại các chợ truyền thống và trên thị trường Đà Nẵng cũng tăng cao, nhưng mặt hàng này đang thu hút khách. Ghi nhận tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố, đa dạng các loại hải sản đặc trưng của vùng biển Đà Nẵng được bày bán. Thời điểm này, lượng hàng về chợ đã tăng trở lại, tuy nhiên giá cả vẫn cao hơn so với trước. Một số loại đặc sản như mực câu, cá chìa vôi, gẹ xanh có tăng giá đột biến do nguồn cung ít. Cái hòn gẹ xanh, đó, cái gẹ mà gẹ biển của Đà Nẵng đó, là ăn con. Hiện tại mà tụi anh bán ra đó là cái gẹ xanh mà 3 con, 4 con là cái giá chỉ cũng phải là 650 hoặc 700 một cân. Là trong năm là mực đi là giá là 320 này. Mà ra Tết là 340. Nguồn họ chở ra là ít là họ tăng giá lại. Mặc dù giá cả có tăng và cao hơn thời điểm trước Tết, nhưng mặt hàng hải sản rất hút khách. Theo nhiều người tiêu dùng, mặc dù giá cao nhưng hàng tươi ngon nên họ sẵn sàng chi tiêu, đặc biệt vào những ngày cuối tuần. Mình chấp nhận được, bởi vì giá nó cũng không chênh lệch lắm so với lại trước đó. Nó kiểu giống như là mọi thứ đều lên thì nó cũng lên theo vậy thôi. Theo các tiểu thương ngành hàng hải sản, hiện nguồn cung khá dồi dào và sức mua ổn định. Việc niêm yết giá hàng ngày tại các chợ cũng được theo dõi sát nhằm bình ổn thị trường sau Tết.